Xin kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng Giêng năm 1996, chúng ta tại Sâm Hạ trong khóa tu 100. Trong pháp hội ngày hôm nay, chúng ta cũng có tăng thân làng Senbuk tham dự. Bây giờ là 9:38 là tại Pháp. Trong khi đó bên Úc là 7:38. Bây giờ tại Pháp thì là giữa mùa đông. Còn là tại bên chỗ các vị làng Sen Búc là thời gian mùa hè, tháng nóng nhất trong năm. Thời gian và không gian đã được phối hợp lại. Quý vị đang ở bên Sydney, nhưng mà quý vị cũng đang ngồi ở thiền đường Cam Lộ. Chúng tôi đang ngồi ở thiền đường Cam Lộ, nhưng mà đồng thời chúng tôi cũng đang ngồi ở trong mùa hè của nước Úc. Đầu năm 1996, làng Mai đã sáng chế ra một cái loại pháp thoại gọi là pháp thoại viễn thông. Và chúng ta có thể dịch là Telecom Dharma Talk hay là Tele Dharma Talk, thưa cô. Pháp thoại viễn thông đầu tiên đã được nói về Việt Nam. Hôm đó có một số các thầy, các sư cô và sư chú cùng được về Việt Nam qua âm thanh của điện thoại. Và đại chúng Chùa Từ Hiếu, học chúng Chùa Từ Hiếu với các Phật tử có mặt đã được nghe pháp thoại đó, đã rất cảm động. Còn chúng tôi ở tại làng Mai được về chùa tổ và tham dự pháp thoại mà khỏi cần phải xin chiếu khán, khỏi cần phải lên máy bay. Chúng tôi cũng rất có hạnh phúc và chúng tôi rất cảm động. Và đây là pháp thoại viễn thông thứ hai. Pháp thoại thứ hai này được hướng về châu Úc. Tại thiền đường Cam Lộ, chúng ta có khoảng 100 người. Có các vị xuất gia, có các vị tiếp hiện, có các vị tại gia. Ở bên làng Senbuk thì quý vị cũng đang ngồi trong tư thế hoa sen để nghe pháp thoại này. Khóa mùa đông năm nay chúng ta tiếp tục chủ đề truyền thống sinh động của thiền tập. Và năm nay chúng ta, mùa đông năm nay chúng ta đã học được về giáo lý và cách hành trì của một số các thiền sư đời Trần, bắt đầu là thiền sư cư sĩ Trần Thái Tông. Chúng ta cũng đã học về thiền sư Thường Chiếu. Chúng ta cũng đã học về một vị thiền sư cư sĩ khác là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Và bây giờ đây chúng ta đang học về thiền sư Trần Nhân Tông, tức là Trúc Lâm Đại Sĩ. Chúng ta nên nhớ đừng có dùng chữ Thượng Sĩ, tại vì chữ Thượng Sĩ là để dùng cho Tuệ Trung. Khi mà chúng ta nói Thượng Sĩ là chúng ta nói Tuệ Trung. Và khi nói về Trúc Lâm thì chúng ta dùng danh từ Đại Sĩ. Các vị ở bên tăng thân làng Sen Búc nghe chúng tôi có rõ không? Trả lời đi. Bạch thầy rõ lắm. Bạch thầy rõ lắm.
bên này cũng tăng thân cũng được nghe lời nghe tiếng của quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về bài Cư Trần Lạc Đạo, một bài văn nôm của thiền sư Trúc Lâm. Nhưng mà trước khi học tiếp bài này, chúng ta nghe những cái căn dặn về sự thực tập. Lát nữa quý vị sẽ cần phải có cái tài liệu về bài Cư Trần Lạc Đạo và bắt đầu trang thứ hai, tức là hồi thứ ba, tại vì ở tại đây chúng ta đã học xong cái hồi thứ nhất và hồi thứ hai. Hôm nay chúng ta nói về tình thương. Hôm nào mà chúng ta lại không nói về tình thương? Ai trong chúng ta mà không muốn thương và không muốn được thương? Nhưng mà chúng ta đã được nghe thầy nói đi nói lại vào khoảng 1250 lần rằng cái thương nó phải được làm bằng cái hiểu. Và nhiều khi nghe nhiều quá chúng ta cũng bực, nói thầy ơi con biết rồi, thầy đừng có lặp đi lặp lại hoài cái chuyện có hiểu thì mới thương được. Chưa chắc là chúng ta đã hiểu, là tại vì chúng ta chỉ hiểu được cái điều đó là khi mà chúng ta đã từng đau khổ trong cái quá trình thương yêu của chúng ta mà thôi. Chúng ta biết rằng tình thương đích thực nó đem lại hạnh phúc cho ta và cho người ta thương. Nhưng mà tình thương không được làm bằng sự hiểu biết, nó đem lại đau khổ cho ta và nó sẽ đem lại đau khổ cho người ta thương. Và vì vậy cho nên ta làm cho người ta thương bị thương. Không biết sư cô trong Đức Việt cái câu đó là như thế nào. Quý vị có thương ai không? Quý vị có ai để thương không? Đó là một câu hỏi rất là đơn giản, rất là quan trọng. Tại vì cái hạnh phúc của quý vị nó tùy thuộc ở cái chỗ quý vị có tình thương hay không. Thương ở đây không có nghĩa, không phải là chỉ có nghĩa là được thương, mà có nghĩa là thương. Thương ở đây không có nghĩa là, không phải chỉ có nghĩa là mình là đối tượng của một tình thương, mà còn có nghĩa mình là chủ thể thương yêu. Mình đem cái thương yêu của mình tới để làm, để đem lại hạnh phúc cho người kia, cho những người kia. Mình lấy đi và chuyển hóa sự đau khổ đang có mặt ở trong người kia. Cái đó gọi là thương. Tại vì nếu chúng ta không có cái năng lượng của thương yêu trong trái tim thì chúng ta là một người đau khổ. Tình thương rất cần cho sự sống. Chúng ta phải thương ít nhất là một người nào đó, một vật nào đó trong cuộc đời. Hoặc là chúng ta thương mẹ, thương cha, thương em, thương anh, thương nhân loại, thương đồng bào, thương những con cá dolphin, thương những cái khu rừng rainforest. Chúng ta phải thương một cái gì đó thì chúng ta mới sống nổi. Nếu không có cái tình thương thì trái tim của chúng ta nó sẽ như bãi sa mạc và chúng ta không thể nào bước được những cái bước chân vững chãi và hạnh phúc trên cuộc đời này. Cho nên câu hỏi đơn giản là anh có thương ai không? Anh có ai để thương không? Chỉ có ai để thương hay không? Cái sự thật là nhiều khi chúng ta thương mà chúng ta khổ. Càng thương là càng khổ. Và nhiều người sợ quá, không có dám thương được. Tại vì chúng ta chưa học thương. Chúng ta chưa học quán chiếu để có thể thương. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẵn sàng để thương. Nhưng mà khi đối tượng của thương yêu
xa cách và mơ hồ. Có thể chúng ta thương dễ hơn khi cái đối tượng thương yêu đó nó hiện ra rất rõ, rất cụ thể, được khi chúng ta hết thương nổi. Ví dụ chúng ta nghĩ rằng chúng ta thương những trẻ em đói, chúng ta thương những trẻ em bị khuyết tật, những trẻ em không có đi được trên hai chân mình mà phải ngồi trên một chiếc xe lăn. Và chúng ta rất muốn có cơ hội để có thể sống với các em đó, để làm vơi đi, vơi bớt đi những khổ đau của trẻ em đó. Và chúng ta mang cái tình thương đó trong lòng. Chúng ta mong một ngày kia chúng ta có thể thực hiện được cái tình thương đó, và chúng ta có một cái lệ sống. Nhưng mà có thể là khi chúng ta tiếp xúc với các em đó, những em bị khuyết tật, những em bị đói, những em bị áp bức, những em bị hành hạ, thì cái tình thương của chúng ta đối với các em nó lại từ từ bị mòn đi, mòn sỏi đi. Tại vì các em đó cũng có thể không dễ thương, cũng có thể nói dối, cũng có thể ăn cắp, cũng có thể hỗn hào và chung đụng với các em trong một thời gian 3 tháng, 10 tháng, chúng ta mất tình thương đi. Và khi mất tình thương đi rồi thì chúng ta bơ vơ, chúng ta lạc lõng, chúng ta khổ vô cùng. Tại vì chúng ta đã có một ý niệm mơ hồ rằng thương các em khuyết tật, thương các em nghèo đói là một chuyện rất là ngọt ngào. Chúng ta biết rằng tại các trường cán sự y tế Tây Phương, mỗi khi mà các cô y tá tốt nghiệp, họ thường làm một cái lễ mãn khóa. Trong cái lễ đó, mỗi người cầm một cái đèn nến, một cái đèn cầy đang cháy. Họ nguyện rằng khi mà ra trường, đi vào cuộc đời để mà phụng sự những người bệnh ở trong các nhà thương, trong các bệnh xá, thì họ sẽ đem cái tình thương của họ, đem cái ý chí của họ để làm vơi bớt những cái khổ đau của những bệnh nhân. Đó là một tình thương rất đẹp. Năng lượng rất tốt. Nhưng mà có nhiều cô y tá sau khi hành nghề 3 năm, 4 năm thì trở thành ghét cay, ghét đắng những cái bệnh nhân của mình chăm sóc. Tại vì có rất nhiều bệnh nhân rất dễ ghét. Họ đòi hỏi đủ thứ. Họ trách móc, họ chửi mắng, rất là khó chịu. Tại vì vậy cho nên sau vài năm hành nghề thì cái tình thương nơi trong lòng những cô y tá dễ thương kia nó từ từ nó tiêu tan, nó mất đi và rất tội nghiệp. Không những tội nghiệp cho các bệnh nhân mà tội nghiệp thay cho các cô y tá bây giờ không có tình thương nữa. Làm việc trong các nhà thương, trong các bệnh xá chỉ là để kiếm đồng lương đi về nuôi mình và nuôi gia đình thôi. Đó là một cái thảm kịch rất lớn của những người mất lý tưởng. Mất lý tưởng nghĩa là mất thương yêu. Chúng ta biết rằng có những tổ chức thiện nguyện như là Médecins Sans Frontières, Bác sĩ không biên giới, hay là École Sans Frontières là học đường không biên giới. Chúng ta có dư giả cái năng lượng của tình thương và chúng ta muốn đem lại những cái hạnh phúc, những cái sự bớt khổ đau cho những người thiếu thốn, cho những người không có điều kiện và cơ hội sống một cuộc sống tạm gọi là có nhân phẩm. Nhưng mà khi chúng ta tiếp xúc với đối tượng của thương yêu, ta khám phá ra rằng đối tượng thương yêu của chúng ta không dễ thương như chúng ta đã tưởng.
Và khi khám phá ra như vậy thì tình thương nó mất đi, cái sự bực bội, cái sự ghét bỏ nó sinh ra. Và do đó cho nên sự thất bại, sự thiệt thòi nó xảy ra cho cả hai phía. Phía người được thương và phía người muốn thương. Cho nên chúng ta phải cẩn thận cho lắm mới được. Nếu những người bệnh nhân đó không dễ thương, nếu các em bé nghèo khổ, khuyết tật đó không dễ thương, thì có ai dễ thương để cho mình thương không? Có ai mà mình biết chắc rằng nếu thương thì mình sẽ không khổ không? Có thể có. Có thể có những người mà khi mình thương mình sẽ không khổ. Nhưng mà điều đó không chắc lắm. Ví dụ như Bụt, chúng ta đều có cảm tưởng rằng nếu gặp Bụt thì thương Bụt rất là dễ, tại Bụt rất là dễ thương. Bụt có trí tuệ lớn, có tình thương lớn, Bụt rất đẹp, như vậy thì dễ thương quá. Và trong ta người nào cũng có một hình ảnh Bụt rất là đẹp. Có một hôm ngồi nói chuyện với các sư cô sư chú thì thầy có nói như thế này: có thể là mai mốt các nhà khoa học sẽ khám phá ra một cái phương pháp để có thể đuổi bắt kịp những cái hình ảnh và những cái âm thanh ở trên núi Thú cách đây 2500 năm. Chúng ta biết rằng trên không gian nó có những cái ngôi sao mà hình ảnh của những ngôi sao đó phải cần tới hàng trăm triệu năm ánh sáng mới tới được trái đất. Và khi mà hình ảnh của ngôi sao đó tới vào con mắt chúng ta thì ngôi sao đó đã tắt từ lâu rồi, có thể đã tắt từ hàng triệu năm rồi, nhưng mà chúng ta vẫn thấy ngôi sao, tại vì hình ảnh của ngôi sao đã lên đường từ mấy trăm triệu năm về trước và bây giờ nó tới với chúng ta. Vậy thì hình ảnh Bụt ngồi trên núi Thứ và giảng những cái bài giảng pháp thoại ở trên núi Thứ, những hình ảnh đó đã đi vào không gian, những âm thanh đó đã đi vào không gian. Và chúng ta biết rằng có thể chúng nó không có đi con đường thẳng mà nó đi vòng con đường cong, ánh sáng nó đi con đường cong. Chúng ta có cảm tưởng như là đi thẳng nhưng kỳ thực là con đường nó cong. Cũng như là lên máy bay để bay qua Los Angeles, chúng ta cứ tưởng rằng máy bay của chúng ta bay thẳng nhưng kỳ thực nó bay một vòng cong. Vậy thì những cái hình ảnh của Bụt do ánh sáng nó chuyên trở đi ở trong vũ trụ, nó đã lên đường và nó còn nằm ở đâu đó, có lẽ nó đang đi vòng quanh. Những cái âm thanh Bụt nói ra đã lên đường, âm thanh thì nó đi chậm hơn và nó còn đâu đó. Nếu chúng ta có một ít máy móc tinh xảo, chúng ta có thể đuổi kịp những âm thanh đó và những cái hình ảnh đó, và chúng ta một ngày mai có thể có cơ hội thấy hình Bụt ở trên màn ảnh và nghe tiếng Bụt đang thuyết pháp. Ngày hôm đó thì chúng ta có thể so sánh được những cái bài pháp thoại của Bụt nói với những cái điều ghi chép trong kinh, và chúng ta sẽ tìm ra những cái sự sai lầm trong sự truyền thừa và ghi chép. Nhưng có một số em trẻ nói với thầy: con sợ lắm thầy ơi, tại vì hình ảnh của Bụt trong con rất đẹp, nếu con thấy hình ảnh thật của Bụt ở trên màn ảnh có lẽ con bất thường. Và sư em hỏi thầy: bạch thầy, Bụt sẽ giống cái hình ảnh của người nào?
Thì lớn lên một chút, thầy có nói là chắc buộc cũng hơi giống Thánh Gandhi, Mahatma Gandhi. Thì sư em rất là thất vọng. Tại vì trong cái trái tim của sư em buộc đẹp hơn Thánh Gandhi rất nhiều. Thầy có nói rằng là ngày xưa thầy có đi qua thành Katila về. Thầy đã đi thăm những cái gia đình của dòng họ Thích Ca còn sống rải rác bên Nepal. Và thầy đã có một ý niệm về cái hình dung của Siddhartha ngày trước. Nước da của bộ lạc của những người trong dòng họ Sakya thì nó hơi giống nước da của người Á Châu. Màu vàng, chứ không phải là màu nâu. Và thầy nghĩ rằng cái cách của buộc đi chân không nó giống như là cái cách của Thánh Gandhi đi. Nhưng mà buộc thì luôn luôn đi thiền hành. Cho nên có lẽ là đi chậm hơn Thánh Gandhi. Và cái giáo đoàn đi sau lưng buộc đó chắc chắn là cũng đi những bước thiền hành thảnh thơi như vậy. Có lần thầy chỉ anh Sang Tung, quý vị biết anh Sang Tung, là thầy nói rằng là ông cấp cô độc chắc cũng giống giống như anh Sang Tung vậy. Hình ảnh của buộc ở trong tâm của chúng ta rất đẹp. Hình ảnh của Chúa Kitô cũng vậy. Và chúng ta yêu cái hình ảnh đó. Chúng ta chuộng cái hình ảnh đó. Chưa chắc khi mà chúng ta được gặp Bụt ở ngoài đường trước ga San Phalagran là chúng ta đã thương. Chưa chắc chúng ta gặp Chúa Kitô ở trước sân siêu thị Leclerc mà chúng ta có thể thương được. Tại vì cái hình ảnh của Bụt, cái hình ảnh của Chúa trong tâm ta nó có thể rất là khác với hình ảnh của Bụt và Chúa trong cái thực tại. Sự thật là trong khi đọc kinh, chúng ta khám phá ra rằng có những người sống đồng thời với Bụt đã không thương Bụt. Bụt đã có những người thị giả ban đầu rất thương Bụt, rất muốn nghe pháp thoại của Bụt. Nhưng mà sau hết làm thị giả Bụt, ra đời và gia nhập vào một cái giáo phái khác và chống lại Bụt. Chuyện đó nó đã xảy ra ở trong lịch sử. Có những người đã tổ chức ám sát Bụt. Có những người đã tổ chức vũ oan giá hòa cho Bụt. Đã đem tử thi của một cô gái chôn vào trong khung viên của tu viện cấp cô độc và báo với cảnh sát tới móc tử thi ra và đổ lỗi cho Bụt và các thầy đã hãm hiếp cái cô ca sĩ đó. Và sau khi hãm hiếp xong thì giết và chôn vùi ở trong cái khuôn viên của tu viện. Có những người đã tổ chức chống đối Bụt và tổ chức những buổi pháp đàn để bắt chẹt Bụt. Trong thời Bụt, chúng ta thấy có những người ghét Bụt, có những người muốn hãm hại Bụt, có những người không thương được Bụt. Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng thương không phải là một cái chuyện hưởng thụ. Thương là cái chuyện hiểu biết. Nếu chúng ta không hiểu được thì chúng ta sẽ không thương được. Có một số các thầy, các sư chú rất thao thức muốn về Việt Nam để giúp đồng bào, để cứu trợ cho các em bé, để tạo dựng niềm tin, để gây cái sự đoàn kết.
ở giới trẻ. Mong ước rằng đất nước và dân tộc sẽ có một tương lai đẹp đẽ hơn. Chúng ta đã đi qua chiến tranh, chúng ta đã bị phân hóa, chúng ta đã nghi ngờ, chúng ta đã giận hờn, chúng ta đã hận thù nhau. Và bây giờ đây, trái tim của các thầy, các sư cô, sư chủ là muốn về để hàn gắn những cái vết thương đó để tạo dựng hạnh phúc. Và đôi khi chúng ta mơ hồ nghĩ rằng những người đang khổ đau ở quê hương, những người đang nghèo đói, bệnh tật, những em bé thiếu cơm, thiếu gạo đều là những người chúng ta có thể thương được. Và chúng ta thao thức, chúng ta mong mỏi cái ngày mà chúng ta có thể đặt chân về với quê hương để có thể ôm lấy những cái người đó vào trong lòng hai cánh tay để thương yêu và ấp ủ, để giúp cho họ bớt khổ đau, để cho họ an lạc. Và như vậy chúng ta cũng được hạnh phúc, cũng có hạnh phúc khi mà chúng ta có thể giúp được họ. Đó là điều rất tốt. Nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho chúng ta. Chúng ta phải biết trước rằng những người mà mình muốn thương, những người mà mình muốn giúp đó có thể là không dễ thương. Tại vì thương yêu không phải là vấn đề hưởng thụ. Nếu người kia dễ thương mà mình thương, đó là vấn đề hưởng thụ cái sự ngọt ngào của họ, chứ chưa phải là cái chuyện thương yêu. Thương yêu đích thực là dầu người kia có dễ ghét, có hiểu lầm, có đối xử với mình không có dễ thương, có đối xử tệ bạc với mình mà mình vẫn có thể thương được, cái đó mới là tình thương đích thực. Và nếu mình về mà không có chuẩn bị trước, mình gặp phải cái hoàn cảnh mà những người mình muốn thương họ đạo đức giả, họ ganh tị, họ xấu xa, họ đòi hỏi, họ muốn lợi dụng mình, thì mình sẽ khổ đau và từ từ mình sẽ ghét họ. Và ghét họ tức là mình mất người thương. Mất người thương nghĩa là mình mất sự sống của mình, mất cái hạnh phúc của mình. Cho nên mình phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Chúng ta nghĩ hầu như là thương các em bé bị khuyết tật, thương các em bé bị tê liệt, thương các em bé nghèo đói là cái chuyện dễ làm. Sự thực có thể là rất khác. Chúng ta có thể nghĩ rằng đem người ta lại với nhau là cái chuyện mình có thể làm được. Họ chia rẽ, họ hận thù, họ không có đoàn kết với nhau, họ không có phối hợp cái tài năng của họ với nhau được. Và vì vậy cho nên người nào cũng là một anh hùng cá nhân. Và trong cái tình trạng ai cũng muốn làm number one, ai cũng muốn làm lãnh tụ hết, thì đất nước không có một cơ hội. Chúng ta phải phối hợp cái tài năng của chúng ta với nhau, thì lúc đó con cháu chúng ta mới có được một cơ hội, tổ tiên chúng ta mới có được một cơ hội qua chúng ta. Vậy thì chúng ta đừng có suy nghĩ một cách đơn giản rằng mình tới được cái địa phương đó, mình ngồi với những người đó là mình có thể đem họ về với nhau, mình có thể thiết lập được cái sự thông cảm giữa họ và họ, giữa họ và mình có thể đem lại cái sự hòa hợp, đoàn kết giữa những người đó. Chúng ta có thể nói những bài pháp thoại rất hay, chúng ta có thể đưa ra những cái biện pháp hòa giải rất khéo mà không có ai có thể bác bỏ được. Nhưng mà có thể là chúng ta sẽ thất bại hoàn toàn, là tại vì chúng ta chưa chuẩn bị, chúng ta không có khả năng làm được cái việc đó cho chính chúng ta. Các vị đang ở Làng Mai, mỗi ngày sống với nhau 24 giờ đồng hồ, các vị đã thực tập được cái chuyện phối hợp tài năng
lại để làm hạnh phúc cho nhau hay chưa? Quý vị đã có thể làm việc với nhau với một cái hòa điệu. Quý vị có thể dẹp bớt, dẹp đi những cái thấy riêng biệt để phối hợp tất cả những cái thấy thành một cái thấy chung, và tất cả mọi người đều theo cái thấy đó mà hành trì công việc hay không? Hay là mỗi người vẫn có một cái thấy riêng biệt và vẫn nghĩ rằng cái thấy của mình là cái thấy đúng, còn cái thấy của người kia là một cái thấy sai lạc? Nếu mà chúng ta không thực tập được cái gọi là kiến hòa đồng giải, tức là những cái thấy của chúng ta phải được phối hợp với nhau, phải được tổng hợp với nhau để chúng ta có được một cái thấy chung mà tất cả mọi người đều có thể chấp nhận được. Và cái thấy đó nó là cái kim chỉ nam hướng dẫn cho hành động của chúng ta trong mỗi ngày. Nếu chúng ta không có chấp nhận được nhau, không có thương yêu nhau, không có dùng ngôn ngữ hòa ái với nhau được trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta có gì để hiến tặng cho đồng bào khi chúng ta về tới quê hương? Tại vì tại quê hương có những người có thể nói pháp thoại rất hay, có thể có những người họ đưa ra những cái biện pháp hòa giải tu tập rất hay, nhưng mà họ không làm được chuyện đó. Và nếu chúng ta không làm được chuyện đó thì chúng ta có gì để hiến tặng cho quê hương? Nếu chân lương và chân truyền không có nắm tay nhau như hai chị em cùng một mẹ, cùng một cha, nếu các cháu không thấy được các vị giáo thọ đó cười nói, làm việc chung với nhau và tỏa chiếu ra cái tình chị em, cái tình đồng đạo, thì làm sao các cháu có được niềm tin ở tương lai ở bên này và tương lai ở quê hương? Thành ra khi mà chúng ta thực tập với nhau, chúng ta thực tập theo cái nguyên tắc kiến hòa đồng giải, khẩu hòa vô tránh. Kiến hòa đồng giải là tổng hợp những cái thấy để cùng nhau hiểu cái vấn đề sâu hơn. Khẩu hòa vô tránh tức là sử dụng ái ngữ như thế nào để người này không có làm tổn thương cái tự ái của người kia. Đó là những cái mà chúng ta phải thực tập hàng ngày. Mà nếu chúng ta thất bại trong cái công tác thực tập này, thì thử hỏi làm sao con cháu chúng ta có một tương lai. Thử hỏi làm sao để các bạn của chúng ta, tuổi trẻ ở Việt Nam có được một tương lai. Cho nên chúng ta chưa cần phải vội vã đi về cái phía phụng sự. Ngay trong khi chúng ta ở đây sống với nhau, đi thiền hành, ăn cơm, pháp đàm, pháp thoại, chúng ta đã có thể thực hiện được cái sự thương yêu rồi. Tại vì nếu tôi có thể nhìn được người sư em của tôi với con mắt thương yêu, nếu tôi có thể thở và mỉm cười khi người sư anh tôi nói một câu nói không được dễ thương lắm, thì đó là tôi đã bắt đầu thương yêu và phụng sự cho những người mà tôi đã nguyện thương yêu và phụng sự ở quê hương rồi. Chúng ta không cần phải đi về tương lai, chúng ta không cần phải đi qua bên nớ thì chúng ta mới thương yêu được, chúng ta mới có thể phục vụ họ được. Ngay tại bên này, đi từng bước chân thiền hành, mím từng nụ cười chánh niệm, nhìn từng cái ánh mắt thương yêu và chấp nhận, đó đã là những cái hành động thương yêu đích thực mà chúng ta hướng về quê hương, chúng ta hướng về những người khổ đau cùng khắp ở trên thế giới. Mời quý vị thở.
ta học được của Bụt rất nhiều điều. Chúng ta học được của Thầy rất nhiều điều. Và chúng ta thao thức muốn đi ra ngoài để có thể chia sẻ được những cái gì chúng ta đã học. Chúng ta muốn đi dạy. Nhưng mà chúng ta sẽ dạy cái gì? Chúng ta đi ra thì chúng ta có thể dạy được cái gì? Nếu ta không có khả năng đi thiền hành, thở để tháo gỡ những cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta, những cái giận, cái buồn, cái ganh, cái tức, thì chúng ta có thể dạy được cái gì cho người khác? Không, có lẽ chúng ta chỉ đem tới cho người ta những bài pháp thoại, những bài pháp thoại mà chính chúng ta cũng không hiểu rõ, và chính chúng ta không có đem áp dụng được vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta, đời sống cá nhân và đời sống tập thể của tăng thân. Thì chúng ta phải tự hỏi là nếu đi ra ngoài mà dạy thì chúng ta sẽ dạy cái gì? Chúng ta chỉ có thể dạy được bằng cái kinh nghiệm của chúng ta thôi. Chúng ta không phải là một cái máy thâu thanh và phát thanh. Tại máy thâu thanh phát thanh chúng ta có thể mua ngoài chợ, cuốn băng cũng có thể mua ngoài chợ. Và những người thương của chúng ta cần một cái gì quan trọng hơn? Một cái máy phát thanh và một cái băng phát thoại. Họ cần cái kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta. Và khi mà chúng ta đã có khả năng hóa giải được những cái khổ đau, những cái hận thù, những cái ganh tị, những cái buồn bực của chúng ta bằng phương pháp thực tập rồi, thì chúng ta có đức tin rất lớn ở nơi chánh pháp. Và ta nói pháp, ta chia sẻ pháp môn, lời nói của chúng ta sẽ có một cái năng lượng rất là mạnh. Tại vì những cái gì chúng ta chia sẻ không đi ra từ những cái lý thuyết, những cái kinh điển, mà nó đi ra từ khổ đau của chúng ta, nó đi ra từ cái sự thực tập của chúng ta. Và vì vậy cho nên là tại Làng Mai tôi luôn luôn nhắc nhở quý vị, chúng ta chỉ nên dạy những cái gì mà chúng ta làm và chúng ta làm được mà thôi. Ví dụ như mà khi chúng ta dạy về cái lạy thứ nhất, tức là lạy xuống, thì chúng ta phải thấy được tổ tiên của chúng ta, tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống. Trong số các tổ tiên của chúng ta có những vị tổ tiên gần như là tuyệt hảo, nhưng mà cũng có những cái tổ tiên còn yếu kém, còn có những cái bê bối. Nhưng mà tại vì họ là tổ tiên của chúng ta, thành chúng ta phải chấp nhận họ là tổ tiên của chúng ta. Nếu chúng ta không gọi họ là tổ tiên thì chúng ta gọi họ là cái gì? Và trong cái phương pháp thực tập ba lạy thì tất cả những người sinh ra trước mình đều là tổ tiên của mình cả. Mình có những tổ tiên rất trẻ, mới có 20 tuổi đã làm tổ tiên của mình rồi. Đó là sư anh của mình, sư chị của mình. Và có những cái tổ tiên rất già, 2.000 tuổi, 2.500 tuổi. Có những vị rất hay, rất giỏi, có những vị còn dở, rất dở. Nhưng mà tất cả đều là tổ tiên của chúng ta. Cha mẹ của chúng ta có thể hư hèn, cha mẹ của chúng ta có thể nghiện ngập, có thể đã làm khổ cho nhau, có thể đã hãm hiếp ta. Nhưng mà họ vẫn là cha mẹ của ta. Ta phải chấp nhận họ là cha mẹ của ta trước. Và chấp nhận được rồi, ta có sự bình an. Và lúc đó, ta mới có thể làm được cái gì để giúp cho họ, giúp cho anh ta, chị ta, cha ta, mẹ ta và tổ tiên của chúng ta. Còn nếu chúng ta nói rằng người đó không xứng đáng,
người đó không, ta không thể gọi là cha được, người đó ta không thể gọi là mẹ được, người đó ta không gọi là anh được, thì chúng ta sẽ bí, sẽ kẹt vào thế bí suốt đời, phải chấp nhận nó. Và sau đó thì chúng ta tiếp xúc với con cháu của chúng ta, các em chúng ta, các học trò của chúng ta, các con cháu của chúng ta. Có những đứa gần như tuyệt hảo, nhưng mà có những đứa còn trồi lên trập xuống. Nó cãi lại ta, nó không dễ thương với ta, nó hận thù ta, nó không có thực tập gì cả. Thì trong cái lời thứ nhất, ta cũng phải chấp nhận họ. Ta chấp nhận tất cả các con cháu của chúng ta, những đứa giỏi và những đứa dở, những đứa gần như tuyệt hảo và những đứa rất còn bê bộn, phải chấp nhận hết. Tại vì chỉ có chấp nhận hết thì mình mới có sự an bình, mới có sự tươi mát, và mình mới có thể giúp được con, được cháu của mình mà thôi. Cho nên cái lại thứ nhất là cái lại chấp nhận. Thực tập ba cái lại không phải là một cái sự thực tập có tính cách tín ngưỡng, không phải là một cái act of devotion, mà là một sự quán chiếu. Trong cái lại thứ nhất, chúng ta thấy ta hòa đồng với cái dòng sinh mạng, huyết thống và tâm linh, và ta xóa được cái bản ngã của ta. Và chính đó là một thực tập căn bản của đạo Phật. Khắp nơi người ta nói tới vô ngã, nhưng mà cái vô ngã của người ta nói không có dính líu một chút xíu nào với cái đời sống hàng ngày của chúng ta cả. Trong khi đó, những cái pháp môn thực tập ở tại Làng Mai, nó thực sự là vô ngã quán, quán chiếu, để cho cái ý niệm về ngã nó tan biến, để mình thấy mình là tổ tiên của mình. Và nếu đã là tổ tiên của mình thì mình chấp nhận tất cả, dầu hư hèn hay là tuyệt diệu. Mình chấp nhận hết tất cả con cháu của mình, dầu con cháu của mình hư hèn hay là tuyệt diệu. Và tự nhiên mình được hưởng cái hòa bình, cái hạnh phúc ở trong lòng mình trước. Nếu ta làm không được cái lạy thứ nhất, nếu mỗi ngày ta lạy những cái máy và ta không có thực hiện được tuệ giác qua cái lạy đó, thì đến khi mà chúng ta đi ra dạy người ta, chúng ta dạy cái gì mới được chứ? Tại vì chúng ta vẫn còn là một cá nhân biệt lập, một cái ngã tách biệt ra khỏi tăng thân. Thấy mình không phải là sư anh của mình không phải là sư chị của mình không phải là thầy của mình, cái chỗ này không phải là cái chỗ của mình, thì làm sao mình có thể dạy người ta được? Tại vì cái tự giác về vô ngã mình chưa có, mình mới chỉ có cái lý thuyết về vô ngã mà thôi. Cái pháp môn ở tại Làng Mai là phải an trú trong hiện tại. Tại vì chỉ có an trú trong hiện tại thì chúng ta mới khỏi chạy vòng quanh và bắt đầu có hạnh phúc. Tại vì nếu chúng ta thực tập quán chiếu thì chúng ta sẽ nhận ra rằng những điều kiện để chúng ta có hạnh phúc nó đã có sẵn ngay ngày hôm nay trong ta và xung quanh ta. Thầy cũng đã lặp lại cái câu này 1250 lần rồi. Không khí chúng ta thở, những con đường thiền hành chúng ta đi, nước chúng ta uống, sư anh của ta, sư chị của ta, sư em của ta, thầy của ta, thiền đường của chúng ta, mỗi ngày ta có cơ hội thực tập ngồi thiền chung với tăng thân, mỗi ngày ta có cơ hội đi thiền hành với tăng thân, mỗi ngày ta có cơ hội ăn cơm trong chánh niệm với tăng thân. Tất cả những cái đó là những điều kiện dư để chúng ta có hạnh phúc. Mà nếu chúng ta không biết lợi dụng nó, không biết thưởng thức nó, mà chúng ta đi tìm những cái điều kiện hạnh phúc khác, thì chúng ta đâu có thể gọi là
là người đang sống đúng theo cái nguyên tắc của sự thực tập. Ở Việt Nam chúng ta có cái danh từ là đứng núi này trông núi nào, standing on the top of a mountain, you look and envy the top of another mountain. Mình đứng trên cái đỉnh núi của mình, đỉnh núi mình rất đẹp, mà mình không có thưởng thức, mình nhìn sang cái đỉnh núi kia, mình nói trời, giá dụ mình sang được bên đỉnh núi kia thì là đẹp hơn nhiều lắm. Mà đây là một cái lỗi của rất nhiều chúng ta. Mình làm người vợ, mình nhìn cái gia đình kia, mình thấy cái ông chồng của cái người vợ của mình dễ thương hơn là ông chồng của mình. Mình làm đứa con, mình là đứa con, mình có thể nói là mẹ của bạn mình sao mà ngọt ngào hơn là mẹ của mình, và nếu cần thì mình cũng có thể đổi mẹ được. Cái chuyện này nó đã xảy ra cho một cái em bé ở bên Hòa Lan, em bé người Hòa Lan. Thì có một bữa nó đi qua nhà hàng xóm chơi, nó thấy cái bếp của nhà bên kia rất là đẹp, đẹp hơn cái bếp của nhà nó, và nó thấy mẹ của bạn nó sao mà dễ thương ngọt ngào hơn. Thành nó về nó nói, má ơi, con muốn đổi cái nhà bếp, nhà con lấy cái bếp của bên kia, con còn muốn đổi mẹ luôn, mẹ bên kia dễ thương hơn. Em bé đó bây giờ đã ra trường, ra đại học rồi. Hồi đó nó 9 tuổi. Nếu chúng ta đứng núi này trong núi nọ là tại vì chúng ta không có khả năng sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại và trong cái hoàn cảnh này. Chúng ta không có khả năng nhận diện được những yếu tố của hạnh phúc bây giờ và ở đây. Vì vậy cho nên chúng ta thấp thỏm muốn nhảy sang chỗ khác. Ở trong tâm thân của chúng ta có những người có khả năng sống hạnh phúc trong hiện tại. Điều đó là một điều rất đáng mừng. Và trong số những người đó có những người rất trẻ. Và cái đó là cái vốn liếng của mình. Mời quý vị thở. Nếu có khả năng nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc mà mình có ngày hôm nay, thì mình đã không có cái thái độ đứng núi này trông núi nọ. Mình có thể ngồi rất yên trên tòa sen, mà mình không có cảm tưởng là đang ngồi trên một đống lửa. Mình muốn phải thế này, phải thế khác. Nếu an trú được trong hiện tại và có hạnh phúc và có khả năng hạnh phúc ngay bây giờ, thì là giáo thọ mình cũng có hạnh phúc, mà không phải giáo thọ mình cũng có hạnh phúc. Những người không có khả năng hạnh phúc thì nghĩ rằng có giáo thờ mới có hạnh phúc. Bởi vì vậy cho nên nói rằng hạnh phúc chỉ có với tôi khi tôi được làm giáo thờ. Còn những người có khả năng an trú trong hiện tại, có khả năng có hạnh phúc thì nói rằng tôi không có giáo thờ mà tôi vẫn có hạnh phúc như thường. Và tại lần mai có nhiều người như vậy. Còn nếu mà không có khả năng hạnh phúc thì có giáo thọ vẫn không hạnh phúc như thường.
có hạnh phúc thì không xuất gia. Cũng vẫn có hạnh phúc như thường. Không có nghĩ rằng tôi phải xuất gia thì tôi mới được hạnh phúc. Và nếu mình không có khả năng có hạnh phúc thì khi mà xuống tóc xuất gia rồi thì cũng vậy thôi, cũng không có hạnh phúc như thường. Thành ra đừng có tưởng là cạo đầu trở thành ra một sư chú hay là một sư cô mình sẽ có hạnh phúc hơn. Điều đó không có đúng. Vấn đề nó cũng sẽ y như cũ, không có thay đổi. Ở trong đại chúng của chúng ta có những người không xuất gia nhưng mà rất thẳng thắn, có hạnh phúc. Và đứng tại cương vị của người không xuất gia, người đó vẫn có hạnh phúc như thường. Có những người làm sa di chưa được làm tỳ kheo nhưng mà vẫn sung sướng với cái địa vị làm sa di hay sa di ni của mình. Và vì vậy cho nên nếu mình bồn chồn không yên, nếu mình ngồi không có yên trên cái chỗ ngồi của mình là tại vì mình đang có cái thái độ đứng núi này trông núi nọ. Mình phải chứng tỏ cái khả năng hạnh phúc của mình là tôi không cần điều kiện nào nữa hết. Tất cả những cái có trong tôi và xung quanh tôi đã dư giả để cho tôi có hạnh phúc. Một điều may mắn cho chúng ta là trong tăng thân của chúng ta có những người có khả năng như vậy. Và khi mà chúng ta thấy những người như vậy thì chúng ta có đức tin nơi chánh pháp, chúng ta có đức tin nơi nơi Bụt, và chúng ta có đức tin nơi tăng thân. Chúng ta hãy vẽ trên bảng hình của một cái trái đồi. Không biết là các bạn ở bên làng Sơn Búc có cái bảng đen hay không? Vẽ cái hình của một trái đồi thoai thoải. Vẽ từ bên trái sang bên phải một đường đi lên. Rồi đến giữa bảng thì cho nó đi xuống. Và trên đỉnh đồi thiết lập một cái cây số. Để là cây số 2050. 2050. Và dưới chân đồi bên tay trái thì để cây số 2000. Thế kỷ thứ 21 được ví với một cái ngọn đồi. Và chúng ta chỉ cần bước 4 bước nữa, 3 bước nữa thì chúng ta tới cái mức năm 2000. Chúng ta chấm dứt cái thế kỷ thứ 20 và chúng ta bắt đầu trèo lên cái ngọn đồi của thế kỷ thứ 21. Thầy đã lớn tuổi rồi. Không biết là thầy có đi tới cái mức năm 2000 hay không. Nhưng mà thầy rất quan tâm tới cái ngọn đồi của thế kỷ. Và ngày nào thầy cũng nghĩ đến các con của thầy, các cháu của thầy đang cùng nhau leo lên cái ngọn đồi đó. Và chắc chắn là có thầy cùng leo. Thầy sống được mấy năm nữa? 3 năm, 4 năm, 5 năm hay là 2 năm? Điều đó mình không có thể biết trước được. Có một điều mình có thể biết trước được là thầy sẽ cùng leo cái ngọn đồi đó với các con của thầy.
Tại vì thầy không có bằng lòng làm một cái dự tính kế hoạch cho 3 hay 4 năm. Thầy muốn làm một cái dự tính kế hoạch cho mấy ngàn năm. Làm kế hoạch 3, 4 năm nó không có xứng đáng để mất công mình. Chúng ta hãy tưởng tượng sư em Pháp Cảnh leo lên tới đỉnh đồi. Đó là vào năm 2050, lúc đó sư em bao nhiêu tuổi? 71 tuổi. Đứng ở trên đỉnh đồi, sư em thấy gì? Nhìn lại, sư em thấy con đường tu học của mình. Và nhìn xuống dưới, sư em thấy rằng tăng thân sẽ cùng leo xuống đồi với nhau. Lúc đó 71 tuổi rồi thì cố nhân sư em đã có nhiều đệ tử xuất gia và tại gia. Đôi khi người ta kêu sư em bằng sư ông. Cái điều mà tôi muốn nói là chúng ta phải cùng leo lên ngọn đồi của thế kỷ với tư cách một tăng thân, chứ không phải là với tư cách một cá nhân. Tất cả sự thực tập của chúng ta là nơi đó. Chúng ta đi với tư cách một tăng thân thì chúng ta sẽ tới đích. Còn nếu chúng ta đi với tư cách của một cá nhân thì chúng ta sẽ không đi tới đâu hết. Bởi vì vậy cho nên thầy đã quyết định từ lâu rồi là chúng ta cùng leo cái đồi thế kỷ với tư cách một tăng thân. Nghĩa là chúng ta xóa đi cái bản ngã của mình vào trong cái dòng sinh mạng của tăng thân. Sư ông của các vị pháp danh là Thanh Quý. Đang có mặt với chúng ta ngày hôm nay trong cái pháp hội này, sư ông đã truyền đăng cho thầy với một bài kệ. Sư ông đã đưa thầy đi một đoạn đường với tất cả những thương yêu và chăm sóc, và bây giờ thầy đang mang sư ông trong con người thầy để mà đi, và thầy cũng đã trao truyền sư ông cho các con để các con mang đi theo. Nếu không có sư ông làm sao có thầy, nếu không có thầy làm sao có các con. Bởi vì vậy cho nên chúng ta là một dòng sinh mạng, và chỉ khi nào chúng ta thiết kế được như là một tăng thân thì mới đáng thiết kế thôi. Còn nếu chúng ta thiết kế cho cái cá nhân của chúng ta, điều đó không có đáng để chúng ta mất thời giờ, mất tâm lực. Tại một cá nhân không là gì cả, một tăng thân là tất cả. Tăng thân của Bụt đã chưa bao giờ từng đứt đoạn. Tăng thân của Bụt đã leo 25 ngọn đồi thế kỷ. Và hôm nay chúng ta mang trong trái tim của chúng ta cái giáo đoàn đã được 2600 tuổi. Chúng ta còn trẻ nhưng mà chúng ta rất già. Chúng ta rất già nhưng mà chúng ta còn rất trẻ. Vậy thì tăng thân của chúng ta không phải là đang ngồi trong pháp hội này tại thiền đường Cam Lộ hay trong cộng đồng tăng thân làm sân bút, tăng thân khắp chốn. Tăng thân của chúng ta rất lớn, rất rộng. Các vị đã từng có cái cơ hội tham dự vào những chuyến đi hoằng pháp thì quý vị đã bắt đầu có được một cái ý niệm về tăng thân của chúng ta. Tăng thân khắp chốn, tăng thân muôn màu muôn vẻ, và mỗi thành phần của tăng thân
tìm cách phát triển và nuôi dưỡng cho tăng thân bằng những cái phương tiện khác nhau. Và bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, sư ông của các con cũng có mặt, thầy cũng có mặt, và con cháu của các con cũng có mặt. Đó là một cái thấy mà chúng ta phải khám phá ra cho kỳ được. Đó là cái thấy vô ngã. Và chỉ khi nào mình có được cái thấy đó, mình mới bước được những cái bước thật vững chãi trên đường đời. Các bạn ở bên Facebook cũng vậy. Chúng ta không phải là những mảnh rời nhau, khổ đau, tách ra ngoài đại thể. Chúng ta là một tăng thân. Chúng ta nương vào nhau. Chúng ta biết rằng một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Chúng ta phải thấy rằng cái sự khổ đau của người này là cái sự khổ đau của người kia. Chúng ta phải thấy rằng cái nụ cười của người này, cái niềm vui của người này là cái nụ cười và niềm vui của người kia. Chỉ khi nào chúng ta sống được như vậy thì cái giáo lý vô ngã của Bụt mới trở thành ra một cái sự thật. Hôm nay thầy, trong cái pháp thoại này, thầy đã trả lời cho nhiều câu hỏi đã được đưa lên thầy trong những tuần vừa qua. Ở trong đó có câu hỏi của Steffi. Steffi nói, thầy ơi, thầy ơi, chúng con rất thương các em bé bị khuyết tật. Và chúng con băn khoăn, không biết rằng là nên tiếp tục ở tại trong tăng thân này hay là bắt đầu đi phụng sự các em, tại vì chúng nó cần tới các con. Và Steffi cũng nói rằng, nhưng mà chúng con cũng cần tăng thân, chúng con cũng cần phải lớn thêm, mạnh thêm trong tăng thân. Có hai cái yếu tố đó. Một cái yếu tố là một mặt đó, thì cái lòng thương ở trong, cái năng lượng thương yêu trong trái tim nó thúc đẩy phải đi tới với các em. Một mặt khác thì cái tuệ giác cho mình biết rằng mình phải cần sống với tăng thân trong một thời gian nữa để cho cái sức mạnh của mình được củng cố thêm lên. Thì thầy hãy soi sáng cho con. Và Steffi cũng nói rằng, nhưng mà con có cảm tưởng là chừng nào con chưa trở thành sư cô thì con vẫn chưa hòa nhập được thực sự với tăng thân này, còn có cảm tưởng là đứng ngoài là chúng. Thì câu hỏi đó thầy đã trả lời cho Steffi và cho một số những người khác có mặt. Thì thầy nói rằng cái cảm tưởng là mình đứng ngoài là một cái ảo tưởng. Nếu mà Steffi trở thành sư cô, sống với các sư cô, cảm tưởng đó nó sẽ còn. Cái vấn đề là mình có an trú được trong cái hiện tại, mình có nhận diện được những cái yếu tố hạnh phúc có sẵn cho mình không. Nếu mà mình có khả năng có hạnh phúc á, thì mình là người cư sĩ, mình cũng có hạnh phúc. Mình là người xuất gia, cũng có hạnh phúc. Mình là người giáo thọ, mình cũng có hạnh phúc. Mà mình không phải là người giáo thọ, thì mình cũng có hạnh phúc. Còn nếu không, thì mình vẫn là một trong số những người luôn luôn đứng núi này, trông núi nọ, không có cảm thấy bình an và thoải mái trong cái chỗ đứng của mình. Nó tùy thuộc hoàn toàn vào cái thấy của mình mà thôi. Được uống trà với thầy cũng có hạnh phúc, mà không uống trà với thầy cũng có hạnh phúc. Thầy Sariputra, quý vị còn nhớ cái hôm mà lên sân khấu không? Tất cả các sư em nào cũng có quà 4-5 gói trở đi. Thầy chỉ có một cái quà rất nhỏ, mà thầy hạnh phúc rất lớn, mà tại vì thầy thấy các sư em rất là hạnh phúc. Và cái ta của thầy
không phải là cái ta nhỏ bé. Cái ta của thầy là tăng thân. Bởi vì vậy cho nên thầy vui được cái niềm vui của tăng thân. Xin một tiếng chuông, sau đó chúng ta phải học mấy câu ở trong bài Cư Trần Lạc Đạo. Bây giờ xin đại chúng mở trang 2 và bắt đầu hồi thứ 3. Nếu mà cốc tội ác đã không, phép học lại thông, nhìn tính sáng mở lạc tà đạo. Cốc tức là một cái từ xưa, nó có nghĩa là biết. Cốc tức là biết. Nếu chúng ta hiểu được, nếu chúng ta biết được, thì những cái lầm lỗi mà ta đã tạo thành trong quá khứ, nó sẽ tan biến. Sở dĩ ta làm ra những lầm lỗi, những vùng về là tại vì ta không biết mà thôi, là vô minh thôi. Và bây giờ ta biết rồi thì ta nhất định sẽ không làm lại những cái lầm lỗi đó nữa. Mà làm thế nào để biết được? Là phải quán chiếu, phải dùng cái tính sáng, cái tính sáng shining nature ở trong ta để mà chiếu soi thì mới có thể biết được, hiểu được cốc. Và nhiều khi ta phải nhờ những người trong tăng thân soi sáng cho chúng ta. Quý vị còn mắc nợ thầy là thầy đã ra cho một bài tập mỗi người ít nhất phải đi lại 6 người khác để nhờ 6 người đó soi sáng cho mình. Có thể mai mốt thì thầy sẽ triệu tập lại và thầy sẽ yêu cầu mọi người báo cáo cho thầy về cái bài tập đó. Quý vị cũng còn nhiều người còn mắc nợ thầy cái chuyện báo cáo về thiền hành. Mắc nợ thầy nặng lắm. Và khi mình nhờ được cái tăng thân soi sáng cho mình đó, thì mình được hưởng rất nhiều, là tại vì mình u mê, mình bị những cái tri giác sai lầm nó khống chế, nó giam hãm mình trong ngục tù của đau thương, của giận hờn, của ganh ghét, của tự ái. Và vì vậy cho nên nếu mình nhờ ít nhất là 6 người trong tăng thân soi sáng cho mình, mà họ chỉ soi sáng cho mình khi mà mình lại họ với tất cả sự thành khẩn của mình, thì họ mới nói thật. Chúng ta nên biết rằng tăng thân có tự giác rất lớn. Cái tự giác của tăng thân dư sức để hướng dẫn đời ta. Tự giác của tăng thân nó lớn hơn cái tự giác của từng người rất nhiều. Chính thầy luôn luôn nương vào cái tự giác của tăng thân. Cái đó gọi là con về nương tựa tăng. Đó là một phép thực tập. 6 người là con số tối thiểu. Quý vị có quyền xin 60 người. Và càng được nhiều người soi sáng từng nào, thì mình càng có nhiều ánh sáng từng đó. Tại vì người nào cũng có thể phóng hào quang được, soi chiếu vào cái cõi lòng u uẩn của mình. Có rất nhiều bóng tối. Bóng tối nó làm ra khổ đau. Nếu mà cốc tội ác đã không, phép học lại thông. Nếu chúng ta thấy được, biết được, thì những cái lầm lỗi của chúng ta nó sẽ tan biến và nó sẽ không có lặp lại nữa. Phép học lại thông. Phép học đây tức là giới định và tuệ. Phép học đây là training. The methods of training will appear more clearly to you.
Học đây tức là training, tức là luyện tập, tức là tu học trong đời sống hàng ngày. Dìn tính sáng, mửa lạc tà đạo. Dìn tức là bảo vệ, giữ gìn, chăm sóc. Tính sáng tức là cái bản tính sáng chói, nó nằm sẵn trong tâm của chúng ta. Chúng ta biết rằng chánh niệm, cái năng lượng của chánh niệm, nó là ánh sáng. Có chánh niệm thì ta biết rằng cái gì đang xảy ra. Khi giận mà có chánh niệm, ta biết là ta đang giận. Giận mà không biết mình giận thì là rất nguy hiểm. Còn giận mà biết rằng mình đang giận, thì tuy rằng mình đang giận, nhưng mà mình đã đặt mình trong cái tình trạng an ninh rồi. Tại vì chánh niệm là buộc. Và nếu mình nuôi dưỡng cái chánh niệm đó trong một thời gian 5 phút, 10 phút, 15 phút thì cái giận kia nó sẽ được chuyển hóa. Nhìn tính sáng. Tính sáng không phải là một cái ý niệm mơ hồ. Tính sáng là the shining nature in us. Mà chúng ta có thể nói tính sáng này là chánh niệm. Tại vì niệm nó giúp ta định, có concentration. Và khi mà chúng ta định tâm lại, nhìn cho kỹ, thì chúng ta có cái thấy, có cái hiểu, gọi là tuệ. Tuệ rồi thì mới cốc được, cốc tức là hiểu. Nếu mà cốc, tội ác đã không, phép học lại thông, nhìn tính sáng, mửa lạc tà đạo, mửa là không. Chớ, đừng có lạc vào trong tà đạo. Tà đạo tức là con đường sai lầm, con đường sai lạc, con đường nghiêng nghiêng. Chánh là con đường thẳng, còn tà là con đường nghiêng. Con đường nó đưa ta tới những cái khổ đau, những cái tối tâm. Con đường nó làm cho ta mất thầy, mất bạn, mất tăng thân. Chúng ta có thể đánh mất thầy, mất bạn một cách rất là dễ dàng. Có những người đã đánh mất thầy, đã đánh mất tăng thân. Mà tăng thân là rất quý. Dù là tăng thân còn có một vài cái yếu kém, nhưng mà tăng thân đích thực là một viên ngọc quý. Những ai đã có thực tập với tăng thân rồi mới thấy rằng sự có mặt của tăng thân nó thiết yếu vô cùng cho sự thực tập của mình. Tại vì trong tăng thân ta có thể làm được những cái mà ta không làm được khi vắng mặt tăng thân. Mà khi mà chúng ta đã đánh mất tăng thân rồi thì cũng giống như là ta rơi toàn xuống biển mà không có một cái phao cứu mạng. Ta có thể chìm nghiệm. Có những cái điều bất hạnh nó xảy ra cho mình trong khi mình ở trong tăng thân. Và chính tăng thân là cái mạng lưới nó cứu mình. Chứ còn nếu cái điều đó mà xảy ra khi mình ở một mình thì mình chết liền. Chết không kịp ngáp. Dìn tính sáng, mửa lạc tà đạo. Tức là giữ gìn cái tự tính luôn luôn sáng chói đó. Nghĩa là thực tập chánh niệm để có định lực, để có thể thấy được cái sự thật của lòng mình, của hoàn cảnh mình và hoàn cảnh tăng thân mình. Và để cho mình đừng có đi lạc vào trong cái nẻo khổ đau tâm tội. Sửa mình học cho phải chính tông. Sửa mình đó là tiếng Việt của hai chữ tu thân. Tu tức là làm cho nó và sửa lại cho nó đẹp hơn. Cái nhà dột thì làm cho cái nhà hết dột. Cái tánh hay bột chột làm cho nó hết bột chột. Cái tánh hay ganh tị thì làm cho nó đừng có ganh tị. Cái đó là sửa, tu sửa. Tu nó có nghĩa là sửa. Chứ không có nghĩa là cạo đầu, ăn chay đâu. Tu có nghĩa là chữa lại cho nó tốt, nó đẹp.
to improve, to repair, to better oneself, to cultivate happiness. Sửa mình học cho phải chính tông. Chính tông tức là những cái giáo huấn đích thực của Bụt, chứ không phải là những cái mà người ta đánh tráo vào. Tại vì những lời dạy của Bụt rất rõ, và tăng đoàn của Bụt thực tập những cái lời dạy đó, có thể có khuynh hướng đưa vào những cái thực tập và những cái giáo lý từ bên ngoài, và chúng ta phải cẩn thận để đừng đi lạc vào cái nẻo tà mà mất đi cái con đường thực tập chính thống của Bụt, thực tập chánh niệm, thực tập giới luật, thực tập sống với tăng thân. Cái đó là chánh tông. Còn nói rằng ta có thể ngồi thiền trong khi ta có thể uống rượu, ta có thể dùng ma túy, ta có thể phóng túng, thì như vậy tức là cái đó không phải là thiền. Tại vì thiền mà không đi theo với giới, với định, với tuệ, thì cái đó đâu phải là thiền, cái đó không phải là chánh tông. Khi mà thiền tập được truyền qua Tây Phương thì có những người nghĩ rằng thiền nó có thể đi đôi với ma túy, nó đi đôi với cái sự sống buông thả, không có giới luật. Và những người như vậy họ đã tạo ra những cái đổ vỡ, đau đớn cho cái xác thân và tâm hồn của họ. Sửa mình học cho phải chính tông. Chín bụt là lòng, xá ướm hỏi đòi cơ mã tổ. Chín nó có nghĩa là chỉ, only. Only the mind is the Buddha. Tức là bụt, tức là tâm mình đó. Chứ còn bụt không phải là một cái tượng bằng xi măng hoặc bằng đồng hoặc bằng ngọc. Bụt không phải là một vị thần thánh, một vị tạo hóa, mà cái sự hiện diện chỉ có thể tìm thấy được ở trên mây, ở trong cõi cực lạc hay chỗ nào khác. Bụt chính là cái tâm của mình. Khi nào cái tâm của mình nó có giới, có định, có tuệ, có chánh niệm, thì là lúc đó Bụt có mặt. Chín Bụt là lòng. The Buddha is only your mind. Lòng này không phải là cái lòng tà vậy đâu, cái lòng quên lạc đâu, cái lòng thất niệm đâu. Lòng này tức là lòng chánh niệm. Khi mà tâm của chúng ta có chánh niệm, có mặt bây giờ và ở đây, và bắt đầu có ánh sáng để soi chiếu, thì lúc đó cái đó mới là lòng, mới là Bụt. Xá ướm hỏi đòi cơ mã tổ. Đạo Duy Anh Hoàng Xuân Hạng phiên là xá, không có đúng, phải để là xá. Xá nó có nghĩa là hãy ướm hỏi đòi cơ mà tổ. Đòi tức là theo, như là theo đòi, phải hỏi, phải học theo cái cơ của mà tổ. Cơ đây là cái tiếng nói tắt của hai chữ cơ quan. Cơ quan dịch tiếng Việt là then máy, tiếng Anh có thể gọi là mechanism, những cái device mà các tổ sử dụng để mà tháo gỡ dùng cho học trò, những cái công án, những cái thoại đầu, những cái tiếng hét, những cái gậy.
Và tại lần hồng mình không có tiếng hét, mình không có gậy. Nhưng mà tiếng hét và cái gậy nó là một, là hai trong những cái dụng cụ để có thể giúp cái người thiền sinh tháo gỡ được những cái đau khổ vào. Quý vị nghĩ rằng thầy có nên kiếm cây gậy không? Ở ngoài vườn của chúng ta có rất nhiều tre, nếu cần thì thầy ra. Không hả con? Không. Vậy thì những cái công án đó, những cái thoại đầu đó, những cái then máy đó, những cái device đó là các vị thiền sư sử dụng để tháo gỡ những cái kẹt cho các thiền sinh. Có những cái then máy rất đơn sơ mà thầy hay dùng. Ví dụ như hỏi con làm gì đó. Ngày hôm kia, sư cô chân không đang lục lạo trong cái đám hồ sơ cái gì đó. Thầy hỏi, sư cô làm gì đó? Các con biết sư cô trả lời sao? Thầy bắt được quả tang là đang lo làm việc mà không có chánh niệm. Thầy bắt được quả tang. Đó là một cách để trả lời thầy. Tại vì nếu mình để thì giờ của mình trong ngày để chỉ làm việc thôi thì rất là uổng cho cái đời tu của mình. Trong khi mà nấu ăn, giặt áo, quét nhà, lấp hồ sen thì mình phải thực tập chánh niệm. Nếu không thì rất là uổng. Cho nên thầy nói, con làm gì đó mà nếu trong lúc đó mà mình đang thở, đang mỉm cười thì mình sung sướng vô cùng. Mình chỉ cần nhìn thầy và mỉm cười thôi là mình làm hạnh phúc cho mình và cho thầy. Còn lỡ mà mình đang bị thất niệm thì mình có thể làm, nói như cô chân không, thầy bắt được quả tang. Chín bụt là lòng, xá ướm hỏi đòi cơ Mã Tổ. Mã Tổ là một thiền sư nổi tiếng ở Trung Quốc đời Trần. Mã Tổ sống vào đầu thế kỷ thứ 8, sinh năm 707. Thầy sống tới 81 tuổi lắm. Có cái câu chuyện giữa thầy Mã Tổ với thầy Hoài Nhượng Nam Nhạc, quý vị nên nghe cho biết. Có một bữa thầy Mã Tổ đang ngồi thiền rất là chuyên cần thì thầy Nam Nhạc hỏi, thầy làm gì đó? Mã Tổ nói, dạ con đang ngồi thiền, rất là proud là con đang ngồi thiền. Thì thầy Nam Nhạc nói, ngồi thiền chi vậy? Thì thầy Mã Tổ nói, ngồi thiền để thành Phật chứ có gì đâu. Thì lúc đó thầy Nam Nhạc mới ngồi sụp xuống, thầy lấy một cái viên ngói bệ, thầy bắt đầu thầy mài trên một cái tảng đá một cách rất là chăm chú. Mã Tổ mới nói, Mã Tổ tên là Đạo Nhất. Mã Tổ Đạo Nhất mới hỏi, thầy làm gì vậy? Nói là tôi mài viên ngói để làm thành một cái tấm kiếm soi. Thì Mã Tổ mới nói, sao mài ngói mà thành ra tấm kiếm soi được? Thì lúc đó thầy Nam Nhạc mình ngẩng lên, mỉm cười nói, ngồi thiền, vậy thì ngồi thiền làm sao mà thành Phật được? Phật không phải là chỉ ngồi thiền. Muốn thành Phật là phải biết cười, biết nói, biết đi, biết đứng, biết làm việc, biết chịu nồi. Và làm tất cả những cái điều đó trong cái tình trạng quán chiếu tam ba địa. Thiền đâu phải là ngồi. Nó có nghĩa là thiền đâu phải chỉ là ngồi mà thôi. Nhưng mà nói cho nó mạnh. Và có một lần, có một vị đệ tử tới với thiền sư Mã Tổ hỏi, bạch thầy, cái chủ đích của tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua bên nước Tàu là làm gì?
vậy thầy? Đó là câu hỏi rất là điển hình của các thiền sinh. Tổ sư Tây Lai Ý, thầy mà tôi nói tới gần đây, thiền sinh tới gần thì đánh cho một cái sừng vững. Xưa ông làm thằng dễ thương hơn nhiều. Mời quý vị thở. Chính thầy Ma Tổ là tác giả có bốn cái chữ nổi tiếng là tức tâm tức Phật. Tức tâm tức Phật tức là buộc là lòng. Và vì vậy cho nên Đại sĩ Trúc Lâm mới nhắc đến tên thầy ở đây. Chín buộc là lòng, xá ướm hỏi đòi cơ Ma Tổ. Chúng ta nên biết rằng Bụt là cái tâm của chính chúng ta, và vì vậy cho nên chúng ta phải đi tìm hỏi, học hỏi theo cái phương pháp của Thiền sư Mã Tố Đạo Nhất. Vong tài đối sắc, ắt tìm cho phải thói bằng công. Tài và sắc, money and sex. Thì đối với hai cái đó, ta phải đừng có vướng víu vào nó. Vong tức là quên đi, tức là không cho nó là quan trọng. Đối sắc tức là đối phó với sắc, confronting cái sắc đẹp. Chúng ta biết là chúng ta có tự do, chúng ta không có bị cái sắc đẹp của người đàn bà hay là người đàn ông nó trói buộc ta. Mà cái đó là phải quán chiếu cái thực chất của cái tài đó, của cái sắc đó. Đó là những cái mồi nhữ chúng ta. Và trong mỗi cái mồi tài và sắc nó có một cái lưỡi câu rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta là một con cá mỹ thơ, chúng ta cắn vào thì chúng ta sẽ dính cứng. Và quý vị biết rằng trong cái thời đại hiện tại, nhiều khi người ta không có dùng những con mồi thật, họ dùng những con mồi bằng plastic giống hệt như là mồi thật. Và chúng ta đớp vào là chúng ta lạnh đủ. Do đó cho nên vong tài đối sắc nó có nghĩa là chúng ta phải thấy được cái bản chất của tài, của sắc, của money, của sex, thấy được những cái nguy hiểm của nó để mà chúng ta có thể giữ được cái tự do của chúng ta. Tại vì không tự do thì không có hạnh phúc. Vong tài đối sắc, hắc tìm cho phải thói bản công. Thói đây tức là cái phong cách sống. Thói nhà băng tuyết, tức là sống một cách rất là trong sạch. Nếu chúng ta đối phó với tài, với sắc và muốn có tự do thì chúng ta phải học theo cái phong thái của cư sĩ Bàn Uẩn. Bàn Uẩn là một vị cư sĩ sống trong thời của Thiền sư Mã Tổ, thế kỷ thứ 8. Tên là Bàn Uẩn. Bàn Uẩn có một người vợ và hai đứa con, một đứa con trai, một đứa con gái. Cả bốn người trong gia đình đều tu. Đó là một cái gia đình có hạnh phúc. Và người nào tu cũng thành hết. Họ sống một đời sống rất là đơn giản. Họ bỏ hết những cái nếp sống xa hoa, tại vì trước đó họ giàu. Và khi mà đã được nếm cái pháp vị rồi thì họ cho hết tất cả những cái gia sản của họ. Và bốn người trong gia đình sống một cách rất là hạnh phúc với
một cái nếp sống rất là đơn giản. Cô gái, con gái, cô con gái của cư sĩ Bản Uẩn là Linh Chiếu, rất giỏi. Có một lần cư sĩ Bản Uẩn tới với thiền sư Thạch Đầu và hỏi câu hỏi: nếu con không có muốn làm bạn với các pháp thì con phải làm thế nào? Thì thiền sư Thạch Đầu đưa tay che miệng. Đó là câu trả lời của thiền sư Thạch Đầu. Lần sau thì cư sĩ gặp thiền sư Mã Tổ và hỏi cùng một câu đó: bạch thiền sư, nếu con không có muốn đi theo, nếu con muốn làm bạn với các pháp thì con phải hành xử như thế nào? Thì thiền sư Mã Tổ nói rằng là: này cư sĩ, nếu mà ông uống được nước ở sông Tây Giang một hơi một hết được tất cả nước ở trong sông thì tôi trả lời câu đó cho ông. Và nhờ cái câu nói này mà cư sĩ Bản Uẩn giác ngộ và thói bàn công, tức là nếp sống đơn sơ không xa hoa mà hạnh phúc của cư sĩ Bản Uẩn. Đây là câu trả lời cho xã hội của chúng ta, xã hội tiêu thụ, nghĩ rằng có tiền đi chợ mua đồ cho nhiều mới có hạnh phúc, thì đó không phải là thói bàn công. Án tư tài tính sáng chẳng tham, há vì ở cánh diều yên tự. Án tức là một cái sự tập hợp, như là một án mây tức là đám mây. Hay là án danh lợi, tư tài tức là lợi lộc tiền tài. Thì mình nhờ cái tính mình sáng cho nên mình không có tham, mình có chạy theo, mình có bị trói buộc. Chứ không phải là tại vì mình chuông lên trên núi mình ở mà mình thoát khỏi nó. Cánh diều tức là một bộ phận của núi Yên Tử. Ngồi trên đó giống như là mình ngồi trên một cánh chim nhìn xuống, rất là đẹp. Cánh diều là một địa danh ở trên núi Yên Tử. Nếu chúng ta không có bị kẹt vào tài sắc là tại vì ta gìn giữ được cái tính sáng, làm hiển lộ được cái tính sáng trong ta, chứ không phải là ta nhờ ta chui vào, chui lên trên núi ở mà chúng ta vượt được cái đó. Há vì ở cánh diều Yên Tử, răn thanh sắc niệm dừng chẳng chuyển, lọ chi ngồi am sàn non đông. Răn tức là tiếng Việt để dịch cái chữ giới. Mười giới tức là mười điều răn. Răn tức là nhắc cho mình biết là nếu làm như vậy thì sẽ đau khổ. Cái đó gọi là răn. Mười giới là mười điều răn. Năm giới là năm điều răn. Răn tức là cảnh cáo cho biết, nuôi sáng chánh niệm rằng nếu mà mình làm cái đó thì mình sẽ đau khổ. Mình phá giới thì mình sẽ đau khổ. Răn thanh sắc, niệm dừng chẳng chuyển, phải đề cao chánh niệm, đề cao cảnh giác để đối phó với thanh và với sắc. Tại vì có những cái âm thanh nó có thể làm cho mình mềm cả trái tim. Có những âm thanh có thể làm cho mình nóng giận sôi lên sùng sục. Có những cái hình sắc có thể làm cho mình sợ hãi. Có những cái hình sắc làm cho mình mê mệt. Mình cuốn theo cái thanh sắc đó, cho nên mình phải răng thanh sắc, phải có chánh niệm về thanh về sắc. Niệm dừng chẳng chuyển. Khi mà mình biết đề cao cảnh giác như vậy thì cái niệm của mình, cái niềm của mình nó dừng lại. Cái tà niệm
nó dừng lại. Và mình sẽ không có bị lay chuyển, kéo theo cái thân kia và cái sắc kia. Răng thanh sắc, niềm dừng chẳng chuyển. Đó là văn chương Việt Nam ngày xưa. Rất là hay. Răng thanh sắc, niềm dừng chẳng chuyển. Cái tà niệm nó dừng lại liền. Và mình không có bị cuốn theo, chuyển theo. Lọ chi ngồi am sàn non đông. Đâu có phải mình giữ được cái thân tâm vững chãi, không bị kéo theo thanh sắc, là do mình ngồi ở trên cái thiền am ở non đông. Non đông tức cũng là một phần của vùng yên tử. Trên đó có một cái am gọi là am sàn, có khi gọi là am chản. Nếu chúng ta không có bị kẹt vào thân vào sắc là tại vì chúng ta dừng được cái tà niệm và chúng ta không có bị kéo theo, chứ không phải là tại vì chúng ta leo lên và trốn ở trong cái thiền am ở trên núi yên tĩnh.